Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở clip này ấy, thì mình vẫn test cái con IC tăng áp và một cái buji bạch kim trên con Oinat này. Đó, anh em cũng đã nhìn thấy con Oinat ở cái clip trước rồi đấy. Thì Oinat best anh em ơi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ thử kết hợp giữa IC tăng áp và cái buji bạch kim. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chọn một góc quay chuẩn nhất cho anh em. Thì hiện tại thì cái buji trên xe mình đã tháo ra rồi. Và bây giờ là mình sẽ test thử cái lửa nó đánh vào cái máy ở đây, xem là cái ngọn lửa nó đánh như thế nào. Thì tí nữa thì mình đã test xong cái đánh lửa ở đây thì mình sẽ test là gắn cái con buji bạch kim vào đây lên cái xe này để xem là nó hiệu quả như thế nào. Và mình sẽ không cắm cái đầu tẩu này vào nhá anh em nhá. Mình không tắm cái đầu tẩu này vào cái buji mà mình sẽ đánh xa tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi để xem là cái xe này có dễ nổ nữa hay không. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test thử cái ngọn lửa nó phóng vào cái lốc máy đây xem là nó như thế nào nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ bật chìa khóa lên đã. Anh em phải cầm một cái kìm rồi nhá, con nó giật đấy. Đó, anh em thấy không ạ? Mình chỉ cần vừa mới xẹt một cái củ đề nó bắt đầu xẹt cái là đã phóng lửa. Đây là IC lửa sớm anh em nhá, cho nên là nó sẽ rất là dễ nổ và nó đốt cháy triệt để. Bây giờ là mình sẽ để khách cầm khoảng nửa phân này. Đó, mình sẽ để khách cầm khoảng một phân. Đó, mình sẽ để khách cầm khoảng phân rưỡi. Đó, anh em thấy á, nó lửa trên nét luôn. Đó, thì bây giờ là mình sẽ kết hợp với lại con buji bạch kim. Ở đây buji bạch kim Thái Lan anh em nhé. Ở cái clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em rồi. Và đây là chân C5, là chân ngắn, chân CBR sẽ là chân dài anh em nhé. Ở cái xe Way này sẽ là dùng chân ngắn. Đây là chiếc buji bạch kim. Anh em có thể phân biệt này, chỗ này nó rất là bé, nó hơi khó nhìn thì. Ở đây nó sẽ có dòng chữ Made in Thái Lan. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ test với con buji này. Và cái khoảng cách đánh lửa nó sẽ là khoảng là 1 phân để xem cái 1 cm thôi anh em. Để xem là cái xe này nó có dễ nổ như là ban đầu hay không. Cái lực siết này anh em siết vừa phải đấy nhá, chỉ cần chặt tới tay thôi, không nên chặt quá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test. Mình sẽ không dí sát vào đây mà mình sẽ test xa như này anh em nhá. Mình để găng kim đó, mình cứ xa hơn thì nó sẽ muốn chết máy, khi mình dí vào gần cái nó lại nổ bình thường đó. Đó, đây là IC tăng áp, đây con IC tăng áp này và cái buji bạch kim rất là dễ nổ anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Đó, dễ rất là dễ nổ anh em, nói lý thật lưỡi rồi anh em ạ, chắc là do cái lửa này nó phóng nên là bị líu lưỡi. Nói đùa thì thôi, mình cầm cái kìm đây rồi, nó không sợ nó giật đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà không cầm cái kìm vào mà mình cầm như này cực kỳ nguy hiểm anh em nhé. Khuyến cáo anh em cực kỳ nguy hiểm. Cái dòng điện nó đưa ra cái dây cao áp này nó lên đến 23 cho đến 25.000 kV anh em nhé, kV đó. Nên là rất nguy hiểm. Ok, bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Mình để ở khoảng cách là từ cái gen ở đầu con IC, từ cái gen ở đầu cái con buji ở đây cho đến cái đầu dây cao áp ở đây, dây mobile ở đây là mình sẽ để là 1 cm. Đó, anh em thấy không ạ? Ok, bây giờ mình test lại lần nữa. Đó, vẫn rất là dễ nổ anh em ơi. Đó, các bạn nghe cái tiếng củ đề nó chỉ chẹt một cái là đã nổ rồi. Ngon anh em ơi. Nếu như mà để dí sát vào đây mà nó dễ nổ thì là chuyện bình thường. Còn đây là mình để nó cách xa tầm như này mà nó vẫn dễ nổ. Đấy mới là điều cần nói anh em ạ.
Ok, và mình sẽ giải thích thêm một ý nữa. Có một số anh em là kể cả anh em thợ nhá, khi đặt hàng bên mình về rồi ấy, mà có gửi bảo hành và đến lúc bảo hành mình quay đầu sản phẩm lại để mình test trên xe thực tế thì nó lại rất là ngon, ok, không vấn đề gì. Có một số xe ấy, thì là cái dây cao áp vào đây này nó kém, nó bị nứt. Thì khi anh em gắn nó vào cái lốc máy như thế này, hoặc là anh em để sát những cái đầu vào cái lốc máy như thế này thì nó vẫn dễ nổ. Nhưng khi anh em ga to lên thì cái ngọn lửa này ở đây nó được tăng lên thì nó lại bị đánh xung ra ngoài lốc máy này, cho nên là nó sẽ có cái hiện tượng là nổ hơi lập phập đi, nó sẽ hơi bị mất ga. Nhưng anh em sẽ lưu ý cho mình là xem kiểm tra cho mình cái dây này. Con xe này tuy nó nát nhưng mà cái dây này nó vẫn còn ok. Đó, tuy là có gắn như thế này nhưng nên nó cũng không bị đánh xung. Mà nó gắn ở đây là một lớp này anh em ơi. Ở đây nó có một cái vỏ bọc nữa thì anh em hãy để ý cho mình. Nếu như cái một lớp này mà nó mà gần sát với cái lốc máy này quá, anh em để xa ra một tí. Bởi vì cái này nó đánh rất là khỏe, nó sẽ đánh thông. Có nhiều cái xe là mình đã để ý là nó đánh thông. Đó, thì khi nó đánh thông như thế thì nó sẽ bị xung điện vào cái lốc máy này, cho nên là anh em đi nó sẽ có hiện tượng lục phục. Thì anh em lưu ý cho mình cái dây đó. Đó, bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa cho anh em coi. Đó, rất là dễ nổ. Đây là chế độ ga khi anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ lên ga. Đó, ngọn lửa đánh rất chuẩn và được. Ngọn lửa đánh tím ngắt luôn anh em ơi. Đó, kể cả mình để xa như này ngọn lửa vẫn tím. Như thế này là đường tầm được 1,5 cm anh em ơi. Vẫn rất là tím anh em nhé. Đây là ga khi nhé. Bây giờ là mình sẽ ga lên này. Đó, ok anh em. Ở cái clip này là mình sẽ test vui cho anh em thấy là cái sự khác biệt giữa con IC Zin và con IC tăng áp ở bên mình phân phối này, và một cái buji nhãn hiệu của Thái Lan Bạch Kim AT cũng rất là nổi tiếng. Thì mình test trên cái con quay tàu nát này luôn, chứ mình không thèm test trên cái xe ngon nhá. Nếu mà test trên xe ngon thì anh em bảo là máy ngon Zin đó. Ở cái xe này thì anh em biết là cái máy nó kêu lệch phạch luôn đó. Đây cho anh em coi một lần nữa này. Đây, nhìn cái mặt đồng hồ còn vỡ tan tành luôn. Đó, này. Con xe này cực nát luôn, ổ khóa thì nát bét. Dùng cái chìa khóa nhà cho vào. Đó, cho nên là cái xe này là đã gắn những cái xe tăng áp này đã cực kỳ là dễ nổ rồi. Chưa nói gì đến cái buji bạch kim. Đây là ở cái clip trước ấy, thì mình có test cái con IC tăng áp này. Đây là cái buji ở trên xe của họ nhá. Buji Denso. Buji Denso này, buji Denso xịn nhá. Ở cái clip lần sau ấy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách lựa chọn cái buji Denso xịn và buji Denso nhái để lựa chọn cho mình một cái buji như thế nào là xịn. Ok anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.